Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra cái bộ điều tốc xe đạp điện hoặc là xe máy điện mà không cần phải lắp ráp vào trong xe. Tiện đây thì có cái con IC của xe đạp điện Ninja nhé. Khách hàng thông báo nhờ kiểm tra xem nó lỗi gì mà không đi được. Thì cái con IC này tôi chưa hề cắm ở trong xe, bởi vì hiện tại thì cũng đang không có cái dòng xe này ở đây. Thì tôi sử dụng cái phương pháp đo kiểm tra sơ bộ thôi. Thì để đo kiểm tra được con IC này thì ta sử dụng đồng hồ vạn năng các bạn nhé. Các bạn đưa đồng hồ về chế độ đo cái thang đo 200 kilo ohm nhé. Và bây giờ ta tiến hành đo này. Ta sẽ đo lần lượt từng cặp dây pha một các bạn nhé. Dây pha ở đây thì nó có 3 dây này, dây vàng, dây xanh đậm và dây xanh nhạt các bạn nhé. Trước hết là tôi sẽ đo cái dây vàng với lại cái dây xanh nhạt trước này. Các bạn quan sát các cái giá trị hiển thị nhé. Dây vàng và dây xanh nhạt này. Sau đó lại tôi lại đo dây vàng sang dây xanh đậm này. Các bạn nhìn thấy các giá trị. Bây giờ tôi lại đo dây hai dây xanh với nhau. Để các bạn thấy các cái giá trị nó hoàn toàn là khác nhau đúng không ạ? Thì có thể thấy rằng là một trong ba cái dây này nó một trong ba cái dây pha này nó đang có vấn đề. Đấy. Thế thì để khẳng định chắc chắn xem cái pha nào bị hỏng thì ta thực hiện một cái phép đo thứ hai, nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn đo cái trở kháng giữa các dây pha với âm nguồn các bạn nhé. Thì cái que đen của đồng hồ ta sẽ cắm vào cái dây âm nguồn ở trên cái con IC này nhé. Đấy. Còn ta sẽ đo lần lượt que đỏ với 3 dây pha. Thì tôi sẽ đo âm nguồn với dây vàng. Các bạn quan sát cái giá trị của nó này, âm nguồn dây vàng nhé. Xong lại âm nguồn với dây xanh nhạt này. Đấy. Và tôi tiếp đo âm nguồn với lại dây xanh đậm. Các bạn nhìn thấy không, giá trị giữa âm nguồn và cái dây xanh đậm này nó hoàn toàn khác. Chứng tỏ rằng là cái con IC này nó chết thật. Và vị trí chết được xác định là trên dây pha có màu xanh đậm nhé các bạn nhé. Thế còn xử lý như nào thì nó phải mang cái tính chuyên sâu một chút. Ở đây thì tôi chỉ hướng dẫn cái cách mà các bạn kiểm tra xem nó có bị hỏng hay không thôi. Thế thì để chứng minh nó bị hỏng thật sự thì tôi sẽ sử dụng một cái con IC đang còn sống, đang đập hộp nguyên ở trong hộp. Đấy, tôi sẽ mang ra để tôi đo. Thì cũng tương tự như thế thôi, ta sẽ chỉnh thang đo ở cái chế độ 200 kilo ohm các bạn nhé. Và tôi đo các cặp dây pha trước với nhau này. Tôi cũng đo tuần tự như vậy, đương nhiên các bạn đo khác đi thì cũng không sao. Để các bạn theo dõi cho nó tiện thì tôi sẽ đo cặp dây vàng với dây xanh nhạt trước tiên này. Các bạn quan sát các cái giá trị ở trên đó nhé. Dây vàng, dây xanh nhạt này. Tiếp đến là dây vàng với dây xanh đậm này. Đấy, các bạn thấy các cái giá trị biến thiên nó hoàn toàn giống nhau đúng không ạ? Tiếp theo là hai dây xanh với nhau. Các cái giá trị biến thiên nó hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Đấy, chứng tỏ rằng là cái khiển này nó đang còn sống. Thì để chắc chắn hơn nữa, để chứng minh cái việc đo, thì tôi lại đo tiếp trở kháng giữa các dây pha với
âm nguồn. Thì để đo trở kháng với các va âm nguồn thì các bạn cái que đen của đồng hồ ấy ta lại cắm vào cái dây âm, tức là cái dây màu đen to nhất ở trong cái con khiển này. Sau đó đo lần lượt nhá, tôi đo dây màu vàng này, các bạn quan sát các giá trị này, dây màu xanh nhạt nhá, các cái giá trị nó rất là tương đồng với lại cái dây màu vàng đúng không ạ. Tiếp theo đo đến màu xanh, tới ba cái giá trị này là giống nhau, kết luận rằng là con khiển này còn sử dụng được rất là tốt. Đấy thì chỉ với cái phép đo rất là đơn giản như vậy, các bạn đã xác định được xem là căn con IC hay con điều tốc là nó bị hỏng. Đấy, thì đương nhiên rằng là đo nó nếu như mà đo cái phép đo ấy diễn ra cái kết quả nó ở trạng thái bình thường mà IC vẫn không chạy thì ta sử dụng tiếp cái phép đo khác là đo cái nguồn 5V. Thì cái đo cái nguồn 5V ở trên con IC ấy thì tôi cũng đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết rồi, các bạn có thể tìm để theo dõi các bạn nhé. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn cho các bạn cái cách kiểm tra một cách sơ bộ cái bộ điều tốc của xe đạp điện và xe máy điện, xem nó sống hay chết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Xin chào.